Xin kính chào quý vị, chào đón quý vị đến với lại kênh của Tuấn Âm Thanh Phú Thọ. Hôm nay chào đón quý vị với rất là nhiều loa và giá báo cáo quý vị là giá không có chỗ nào rẻ hơn nữa. Ai bán rẻ em sẽ bán rẻ hơn. Giao chuyển hàng toàn quốc cho quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận, không đúng hủy đơn hàng cho em. Nha. Còn tất cả kênh của em đã bán giao báo cáo quý vị là từ lâu rất là nhiều loại hàng khác rồi. Nên là quay ở đây là bao, tất cả bao cho quý vị hàng hoạt động tốt, chứ không phải là cứ quay ảo ảo này. Còn đây em quay nhanh giới thiệu cho quý vị nha. Hoa về rất là nhiều này, cả hai bên kín luôn. Như là bắt đầu kín cổng. Mời quý vị dần dần. Nếu mà quý vị nào mua người chăn vịt thì bảo em bán cả người chăn vịt. Đấy, có anh chăn vịt đây này, có nón mê. Sau đây giới thiệu đến quý vị một số mã giới thiệu trước mắt để cho nó nóng sốt. Loa bạt ngàn, bạt ngàn giá rẻ giật mình, được chưa? Các bác cứ đợi clip của em trong ngày hôm nay, em là sẽ làm mưa làm gió. Thôi không nói phét, không chém gió nữa, mời các bác vào với đôi loa đầu tiên. Trước mắt quý vị đây là đôi loa đến từ nước Anh. Quý vị đào nhanh thì kịp nhá, nhanh kịp gạch. Đôi này bát bầu dục 30, bát 30. Trên này bát 20. Gân còn zin đét. Trên cùng là con tép, tép rất là lạ, nhìn rất là hay. Đấy. Con này là loa kép, model là 104, 104, loa kép, ê căng có đầy đủ, chưa? Loa kép 104, ê căng đầy đủ, được chưa? Này, giá của em nó là 9.900.000, bác nào nhanh tay gạch. Phía phần sau của em nó thì rất là đẹp rồi. Đẹp lung linh, lung có mẹ linh. Đây. Đây là đôi loa kép model 104, trở kháng 8 ohm. Được chưa? Đây. England. Hàng đẹp keng. Giá của em nó có giá là 9.900.000. 9.900.000. Nha. 9.900.000. Sau đây em đo kích thước cho quý vị này. Quý vị nhìn kích thước em đo nhé. Chiều cao của đôi loa này có chiều cao là 63,5 phân. Chiều ngang là 33. Chiều sâu cả e căng là 25. Có giá là 9.900.000. 9.900.000. Được chưa? Đấy, đôi kép tổng thể của nó đây. Có giá là 9.900.000. Bác nào nhanh tay gạch ngay. 9.900.000 được chưa? Hết đôi loa kép, em chuẩn bị sang đến đôi loa Watchfire của anh. Loa anh. Tiếp tục đôi loa anh thứ hai. Rồi, quay về với đôi loa anh thứ hai. Đôi thứ hai là đôi loa Watchfire, loa của anh đọc méo hết cả mồm. Con này thiết kế với lại 3 bát thật luôn nhé. 3 bát điện, 3 bát thật luôn. Đôi loa anh. Model nó là CRS883. Màu đỏ Bordeaux. Một con em mở e căng và một con em đang đậy e căng lại. Nhớ. CRS883. Đây. Bát phở CRS883. 3 bát thật tất. Điện nhé. Trên cùng tép. Con này cũng có giá là 9.900.000. Đôi này.
Em đo chiều cao cho quý vị. Chiều cao của em nó là 1m07 phân. 1m07. Chiều sâu của em nó là 29 phân. Chiều ngang 25 phân. 25 phân. Đây. Về thùng vách phía sau. Còn đẹp keng luôn, lỗ thông hơi. Được, hai lỗ thông hơi. Chưa. Rồi. Con Watford này xem nào. Cho các bác nhìn kỹ này. Watford CRS883. Trở kháng con này từ 4 đến 8 ôm. Công suất tối đa 100W. Made in England. Nha. Giá 9,9 triệu. 9,9 triệu. Sang tiếp tục đến với đôi loa. Thôi, sang đôi loa Mỹ, xong tiếp tục với đôi loa Anh tiếp này. Tiếp tục sang với đôi loa Mỹ. Đôi loa Mỹ này quý vị bác nào đã chơi rồi sẽ biết. Đây là đôi loa Cốt 1010. Loa Cốt CM1010. Con này thì bát rất là ấm và uy lực. Một trong những dòng loa Mỹ được rất nhiều người yêu thích. Này. Điều thích. Đấy. 25 này. 20. Đây là đôi loa Cốt CM1010. Ồ, đẹp. Đấy. Hàng Made in USA. Đôi loa Cốt này có giá 9,8 triệu. 9,8 triệu. Bác nào nhanh tay thì gạch. Chiều cao của đôi loa Cốt này, đôi loa Cốt có chiều cao là 71,5 phân. Chiều cao 71,5. Chiều ngang là 40 phân. Chiều sâu của em nó là 28 phân cả cây căng. Chiều sâu 28 phân cả cây căng. Có giá là 9,8 triệu. Đôi loa Cốt 9,8 triệu. Tiếp tục sang với lại đôi loa đến từ nước Anh. Đôi loa Anh. Đôi này là đôi BMW kép. Lại loa Anh tiếp. Một trong những dòng loa được rất nhiều bác săn tìm. Nó vừa nhẹ nhàng vừa trang nhã. Còn chất lượng thì không chê được vào đâu. Và hiện tại em đang có mấy con đâm ly của Anh nữa. Chất lượng thì không thể chê được vào dòng loa Anh này thì các bác miễn chê rồi. Loa Anh thì nó dòng đẳng cấp rồi. Đôi loa Anh này BMW kép này có giá là 8,9 triệu. 8,9 triệu. Được chưa? Đây em quay sát cho quý vị này. Quay sát này. Còn chưa lau bụi này. Nhìn từng vết bụi chưa? Cứ nhìn vết bụi chưa này. Lau từng vết bụi này. Đấy. Này. BMW kép. Để em quay đằng sau cho quý vị nhìn model luôn. Đây. Phía sau của em nó là đôi loa BMW kép DM620. DM620. Hàng đấy nha, Made in England nhá. Loa xịn luôn. Zin xịn. Made in England, thùng vách loa còn đẹp keng luôn. Đấy. Những đôi loa Anh miễn bản chê. Không thể chê được ở đâu. Không chê được đâu. Đấy. Cực kỳ đẳng cấp. Đấy. Sau đây em sẽ đo kích thước của đôi loa Anh này cho quý vị. Về kích thước của đôi loa BMW kép này, chiều cao của em nó là 74,5 phân chiều cao. Chiều sâu cả ê căng 30 phân. Chiều sâu cả ê căng là 30. Chiều ngang là 23,8 phân. 23,8 phân. Đôi loa Anh này BMW kép này có giá là 8,9 triệu. 8,9 triệu đấy. Quay sang với đôi loa Sonic. Tiếp tục với đôi loa Sonic. Đôi này tất cả loa toàn loa Sonic, loa xịn luôn từ Anico. Các bác nào cần chi tiết củ loa em gửi cho nhé. Loa Sonic. Con này tất cả loa từ Anico. Quý vị nào phân tần rất là khủng, rất là gấu. Bác nào cần chi tiết em gửi cho. Chi tiết loa cho. Em quay đằng sau một loa cho quý vị nhìn. Quay một loa phía sau quý vị nhìn nhé.
Đây, ở phía sau loa thùng vách đẹp keng luôn. Đây là đôi loa Sonic này. À, đây là đôi loa Sonic AS301. Được chưa? AS301. Con này trở kháng 8 ohm, dòng loa cổ 40W. À, con này tất cả từ của nó củ từ Anico hết. À, dòng loa này bác đánh, các bác đánh âm ly đèn thì âm ly đèn rất là hay. À, và đôi loa này có giá là 9 triệu 9. Có giá 9 triệu 9 ạ. Ở đây, em nó có giá là 9 triệu 9 ạ. 9 triệu 9. À, từ Anico nên là quý vị đánh âm ly đèn, âm ly bán dẫn rất là tốt, rất là hay. Tiếng thì miễn chê rồi. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi, em sẽ tạo tiếp một clip nữa về sau này cho quý vị. Hàng thì còn nhiều. Mới quay được khoảng độ 1/15 thôi. Đấy, còn trong nhà này còn chật, còn chưa bóc nhá, còn nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.